Bạn là sinh viên các ngành kế toán, tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh. Bạn là kế toán viên chưa có kinh nghiệm làm kế toán thuế, chưa được kê khai quyết toán về thuế thu nhập cá nhân. Hay bạn là những chủ doanh nghiệp, nhà quản lý cần tìm hiểu để theo dõi, đôn đốc trong doanh nghiệp. Khóa học, kinh nghiệm kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ A đến Z dành cho bạn. Được giảng dạy bởi giảng viên dày dặn kinh nghiệm Nguyễn Lê Hoàng, bạn sẽ được hướng dẫn chi tiết cài đặt và sử dụng các phần mềm kê khai thuế, hiểu được các quy định chung về thuế thu nhập cá nhân, cách tính thuế thu nhập cá nhân với mỗi loại hợp đồng, cách xây dựng lương phù hợp để không phải đóng thuế thu nhập cá nhân, hướng dẫn cách lập bảng lương theo từng loại hợp đồng, cách kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Thông qua những nội dung đó sẽ giúp bạn hiểu rõ hệ thống quản lý pháp luật về thuế thu nhập cá nhân, nắm rõ công việc thực tế của một kế toán thuế về thuế thu nhập cá nhân, nắm rõ quy trình thực hiện các bước kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân trong doanh nghiệp, biết cách tính thuế thu nhập cá nhân cho từng đối tượng lao động, từng loại hợp đồng lao động, thành thạo cách lập bảng lương trên Excel, thành thạo việc kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Có được một lượng kiến thức thực tế mà một kế toán bình thường phải mất khoảng 2 năm mới có được. Tối ưu số thuế phải nộp cho người lao động, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp. Hãy đăng ký ngay khóa học để cùng giảng viên làm chủ công việc kế toán của mình nhé! Lợi ích khi học online trên Unica, học mọi lúc mọi nơi, chỉ với một chiếc laptop hoặc mobi kết nối Internet. Mua một lần, bạn được sở hữu khóa học trọn đời. Bạn có thể xem đi xem lại cho đến khi thành thạo, vừa học vừa thực hành, hỏi đáp trực tiếp với giảng viên.